Tuấn Âm Thanh Phú Thọ xin kính chào quý vị. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị một đôi loa Buxell thương hiệu JBL. Đây là đôi loa Buxell JBL quý vị nhé. Em nó cao khoảng 30 phân. Đây, mã của em nó là JBL 500. JBL 500 này. Chở kháng của em nó 8 ohm. Hàng còn rất là đẹp. Đây là những đôi loa Buxell các bác đã dùng về nghe gia đình, những phòng vừa phải, phòng ngủ hoặc là phòng tầm 20-25 m². Giá của em nó là 1 triệu 9 một đôi này quý vị nhé. Đây, loa Buxell. Đôi nó bên này còn rất là đẹp. Đấy. Sau đây em test cho quý vị nghe qua về cái chất âm của đôi loa này. Sau đây mời quý vị. Gửi đến quý vị đôi loa Buxell hãng JBL. Giá của em nó là 1 triệu 9 một đôi này nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số điện thoại trên giúp em. Em chuyển giao hàng toàn quốc. Quý vị nhận hàng mới giao nốt tiền, nên mọi giao dịch quý vị cứ alo theo hai số này. Em trân trọng cảm ơn.